Khánh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, cơ thể con người là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp của tạo hóa. Mỗi khi bạn nhìn vào cơ thể mình, bạn sẽ ngạc nhiên trước những sáng tạo của thiên nhiên. Cơ thể con người có tất cả mọi thứ được cho là hoàn hảo nhất trong các loài động vật sống trên trái đất này. Nó có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo, ấm áp, cảm nhận được sự hạnh phúc, đau đớn. Và đồng thời nó cảm nhận được những rung động và khoái cảm trên từng tế bào. Chỉ có con người mới cảm nhận được điều đó thông qua chia sẻ hàng ngày giữa đồng loại. Trong video này thì Khánh Ngọc sẽ chia sẻ với quý vị ở một phạm vi nhỏ hơn, đó là những cảm giác có được sau những đụng chạm vuốt ve giữa con người, cụ thể là hai người khác giới. Đôi khi một người đàn ông không hình dung được người phụ nữ muốn gì, muốn chạm vào đâu, muốn kích thích chỗ nào để đạt được những khao khát về mặt tình dục. Vì vậy, hôm nay chúng ta hãy nói về những vị trí nhạy cảm nhất trên cơ thể của một người phụ nữ là gì. Nếu hỏi câu này, rất nhiều đàn ông chỉ ra ngay đó là vòng 1 và vùng kín của nữ giới. Tuy nhiên thì tâm lý phụ nữ hoàn toàn không thích sự đụng chạm trực tiếp này. Thậm chí là phụ nữ cảm thấy không được tôn trọng nếu đàn ông chỉ chăm chăm vào những cái vị trí đó. Hãy lưu ý đối với phụ nữ, muốn tạo cho họ sự thoải mái nhất khi thân mật thì trước tiên đàn ông phải chú ý tới 4 vị trí sau đây. Thứ nhất đó là vùng đầu. Thông thường ấy thì vai trò của một người, của mọi người trong một mối quan hệ không cố định, và vai trò của hai người có thể thay thế cho nhau và luân chuyển để đạt được sự cân bằng. Khi vai trò của hai người trong một mối quan hệ có xu hướng trở thành người chăm sóc và người được chăm sóc, hoặc người bảo vệ và người được bảo vệ, mọi người thích bày tỏ tình yêu thương, sự quan tâm, an ủi bằng cách chạm vào đầu nhau. Và điều này thì cũng được ứng dụng trong khi làm tình giữa nam và nữ. Khu vực đầu của phụ nữ bao gồm tất cả những vị trí có thể tác động trực tiếp vào não bộ của họ, tạo ra sự kích thích. Ví dụ như là môi, dái tai, gáy, mặt, v.v. Đôi khi chỉ là cái vuốt ve mái tóc của đàn ông thì cũng khiến cho phụ nữ cảm nhận được tình yêu và sự an toàn. Hãy thể hiện tình cảm của mình bằng việc là đánh thức từng vị trí, từng giác quan trên mặt đầu của phụ nữ. Phụ nữ cảm giác được bảo vệ và họ luôn thích thú được đàn ông nhẹ nhàng và trân trọng nó. Thứ hai đó là phần cổ. Vùng cổ là nơi thích hợp để thể hiện cảm xúc và mong muốn mạnh mẽ của đàn ông. Ví dụ như khi hôn thì phải đi từ môi nhau đi xuống, và nơi gần nhất môi đó chính là cổ. Vì sao vùng cổ lại là vị trí nhạy cảm và có khiến đối tượng run rẩy không? Bởi vì vùng da cổ mỏng và dầu mao mạch nên là rất nhạy cảm các kích thích bên ngoài. Khi bạn kích thích nơi này bằng môi, đối phương thường sẽ có cảm giác là ngứa gian như có dòng điện chạy khắp cơ thể. Đồng thời khi hôn cổ, một bên thường phải cúi xuống, hoặc là nam hoặc là nữ. Và động tác này được cho là ngọt ngào và đầy dục vọng. Nó có tác dụng khơi dậy trong lòng phụ nữ những tưởng tượng đẹp đẽ về sự lãng mạn và tình yêu, khiến cho cô ấy không muốn dừng lại. Tuy nhiên thì có một cái lưu ý với đàn ông khi cố gắng kích thích vùng cổ, đó là tốt nhất nên tránh vùng xoang cảnh khi hôn. Với tư cách là một cơ quan thụ cảm áp suất, xoang cảnh có liên quan đến việc điều hòa huyết áp trong cơ thể con người. Nó nằm ở giữa bên ngoài cổ, nơi mạch cảnh rõ ràng nhất. Nếu nụ hôn quá mạnh, áp lực liên tục từ bên ngoài có thể kích thích xoang cảnh nhạy cảm, dẫn đến hạ huyết áp, nhịp tim chậm, đau đầu, chóng mặt, suy nhược toàn thân và thậm chí là sốc, ngừng tim và các hậu quả nghiêm trọng khác. Qua đây thì các bạn cũng thấy rằng là vùng cổ của phụ nữ nhạy cảm đến mức nào, nhưng cũng nguy hiểm tới sức khỏe như thế nào. Một người đàn ông có nghề, có kiến thức thì chắc chắn là sẽ không bỏ qua vị trí này. Vị trí thứ ba đó là vùng lưng.
Vị trí này thì thích hợp để thể hiện sự hỗ trợ, đồng hành và khuyến khích của đàn ông đối với người phụ nữ. Lưng có nhiều đầu dây thần kinh và vùng nhạy cảm, bao gồm cơ, cột sống, dây thần kinh, đặc biệt là vùng da rất nhạy cảm. Vì vậy, đối với một số người ấy, họ có thể thích được tác động kích thích ở lưng. Ngoài sự thoải mái thì nó còn liên quan đến cảm giác an toàn của mọi người. Bản thân chúng ta khi mà ngồi thường chọn những nơi có điểm tựa ở sau lưng. Vì vậy, khi một người đàn ông ôm ấp và tác động kích thích ở phía sau thì phụ nữ có cảm giác là được che chở, được bảo vệ và nhận ra sự an toàn trong mối quan hệ. Điều hạn chế nhất đó là khi phụ nữ bị che khuất tầm nhìn khi không ở tư thế mặt đối mặt. Nhưng dù sao thì họ cảm nhận bằng trái tim là chính chứ không bằng ánh mắt. Cho nên đàn ông hãy xem vùng lưng mà bộ phận rất quan trọng để kích thích ham muốn của phụ nữ. Ví dụ khi bạn sẵn sàng chạm nhẹ vào lưng cô gái khi mà đối phương căng thẳng hoặc là lo lắng, hoặc là đặt tay lên sau đầu hay là sau hoặc là lưng của cô ấy khi mà hai người thân mật, thì điều đó sẽ khiến cho cô gái là cảm thấy rất là an toàn và đáng tin cậy. Một cái chạm nó tương đương với câu nói rằng không sao, anh ở đây và anh sẽ sát cánh cùng em. Ý nghĩa của nó không chỉ hạn hẹp trong phạm vi tình dục mà nó còn có ý nghĩa lớn về mặt củng cố tình yêu, củng cố mối quan hệ. Khi hôn một phụ nữ, tốt nhất là hãy đặt bàn tay sau gáy hoặc sau lưng của họ các bạn nhé. Vị trí thứ tư đó là bàn chân. Đây là vị trí tuyệt vời để tán tỉnh hoặc là thư giãn. Nhiều người phụ nữ bị ám ảnh bởi bàn chân, nơi có rất nhiều dây thần kinh kết nối trực tiếp với vỏ não. Bởi vì bàn chân là bộ phận tiết ra nhiều pheromone nên nó có thể cho chúng ta biết thông tin của đối phương một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Nếu đối phương đã sẵn sàng với những phiêu lưu và muốn thăng hoa thì họ sẽ không cảm thấy bị nhột, hoặc thậm chí là việc kích thích của đàn ông lên bàn chân sẽ giúp cho tinh thần phụ nữ cảm thấy thoải mái và giảm căng thẳng. Đối với các nhà tình dục học và tâm lý học thì bàn chân chính là một bộ phận sinh dục, bởi vì nó có vị trí liền kề với những đầu dây thần kinh kết nối với vỏ não, tạo cảm giác thân thể của não nên có thể có cái sự giao thoa tín hiệu thần kinh khi bàn chân được kích thích một cách chính xác. Bằng cách là dùng tay, dùng miệng hay lông vũ chạm nhẹ vào chân đối phương thì bạn có thể kích hoạt hoặc chạm vào các cái tín hiệu thần kinh liên quan đến tình dục, khơi dậy ham muốn chuyện ấy của đối phương và khiến cho đối phương có nhiều cảm xúc hơn. Khánh Ngọc không nói là tất cả, nhưng hầu hết đàn ông không mấy người quan tâm đến cái vị trí này của phụ nữ khi làm tình. Sự tác động vào nó gần như là không có. Như vậy rõ ràng là những kiến thức của các bạn chưa đủ, chưa hiểu tường tận và sâu sắc về cơ thể con người nói chung và phụ nữ nói riêng. Tất nhiên là có nhiều cách để có thể tăng ham muốn và cải thiện chất lượng đời sống chăn gối. Nhưng kích thích bàn chân là một trong những cách dễ dàng và rất quan trọng. Hãy lưu ý trước khi quan hệ và tác động kích thích bàn chân thì hãy ngâm chân, tức là chúng ta sẽ ngâm chân trước hoặc là massage bằng tay để làm nóng và kích hoạt các dây thần kinh. Như vậy là trong video ngày hôm nay, Khánh Ngọc đã chia sẻ cùng quý vị 4 vị trí thực sự quan trọng và đàn ông đặc biệt chú ý khi muốn làm gia tăng ham muốn của phụ nữ khi thân mật. Khởi động 4 vị trí này trong màn dạo đầu và trong suốt cuộc yêu thì sẽ khiến phụ nữ mê mẩn với bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại!